dung dịch vệ sinh Hana cực kỳ tốt, giúp cho vùng kín của chị em mình trở nên thơm tho và sạch sẽ. Cũng vì hầu như chị em nào cũng đều mua để dùng nên hàng giả nhiều lắm luôn. Trong video này shop mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt hai loại dung dịch vệ sinh Hana màu xanh giả nhái mới nhất và phổ biến nhất hiện nay để bạn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Bên dưới mô tả video này, shop mình có để link video cách phân biệt dung dịch vệ sinh Hana màu hồng thật và giả mới nhất hiện tại, bạn có thể xem thêm để mua đúng hàng chuẩn nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Đây là loại dung dịch vệ sinh Hana màu xanh hàng giả mới nhất. Loại hàng giả này cực kỳ tinh vi, giống y chang như hàng thật, gần như không thể phân biệt được nếu không có hai mẫu thật giả để so sánh bạn có thể nhìn thấy, xung quanh cả hai chai thật và giả này, từ kiểu dáng chai đến kiểu nhãn, màu sắc chữ, hay kiểu chữ gần như không có sự khác biệt. Hàng giả làm nhái tinh xảo đến mức này, thì không thể tự trách mình mua phải hàng giả được, chỉ có điều là nếu dùng phải hàng giả thì hậu quả khó lường có thể xảy ra, vì vùng kín là vùng da cực kỳ nhạy cảm, lỡ có vấn đề gì thì chỉ có ân hận thôi. Để có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hàng thật và hàng giả, thì bạn để ý quan sát thật kỹ nhất có thể, ở tem chống hàng giả này, bên tay trái của mình là hàng thật, còn bên tay phải là hàng giả cả hai tem chống hàng giả này cực kỳ giống nhau, nên bạn để ý thật kỹ những điểm khác nhau này nhé. Phải nói là tem chống giả này của hàng giả nó giống với tem của hàng thật một cách kinh ngạc luôn. Đây gần như là điểm khác nhau duy nhất để bạn có thể phân biệt được hàng thật và giả thôi. Mình sẽ quay cận cảnh lại để chỉ cho bạn biết, hy vọng bạn xem thật kỹ để không mua nhầm phải hàng giả nhé. Đầu tiên bạn hãy để ý dòng chữ trên cùng và dưới cùng, của hàng thật bên trái là màu xanh dương, còn chữ của hàng giả bên phải có màu xanh đen tối màu, nó gần như là màu đen chứ không phải màu xanh. Tiếp theo, bạn hãy để ý màu nền màu xanh vàng này, của hàng thật có màu tươi và đậm hơn, có những đường vân xanh rõ ràng hơn. Trong khi đó của hàng giả bên phải, nền xanh này có màu nhạt hơn, đường vân cũng mờ hẳn. Còn nền màu tím này, của hàng giả có màu đậm hơn và những đường vân màu tím nhìn thấy rõ ràng hơn. Còn bên tem hàng thật thì màu tím nhạt hơn và những đường vân không rõ ràng như hàng giả bên phải. Bạn có thể quan sát và so sánh kỹ hai mẫu tem của hàng thật và hàng giả một lần nữa nhé, sẽ thấy được sự khác nhau. Nếu có hai mẫu thật giả trên tay thì bạn dễ dàng nhìn thấy được, còn nếu chỉ có một mẫu hàng thật hoặc một mẫu hàng giả thì rất khó phân biệt, nên bạn lưu ý khi chọn mua thì nên mua ở những shop nào bán hàng uy tín và có tâm một chút cho chắc ăn nhé. Bên ngoài vỏ hộp giấy cũng chỉ khác nhau chút ít về màu sắc, chữ của hàng thật được in rõ nét hơn chút xíu, nhưng mà cũng khó mà phân biệt được, nên bây giờ gần như cách duy nhất để bạn có thể phân biệt được hàng giả là so sánh sự khác nhau ở tem chống hàng giả thôi bạn có thể thấy vỏ hộp giấy nó giống nhau cực kỳ luôn bên hàng thật ở bên tay trái thì màu sắc nó đậm và tươi tắn hơn một chút xíu mà thôi còn lại mọi thứ khá là giống nhau